mừng Tết đến và đón đến nhà nhà cái mai vàng cành đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang. Chúng ta sẽ bắt đầu với TG Solution của The Body Shop. Loại này rất tốt cho da mụn. Mình mới dùng có nửa tháng thôi mà mụn đã giảm đáng kể rồi. Tiếp theo là dưỡng ẩm Neutrogena với công dụng khóa lớp dưỡng cả một ngày dài. Tuy nhiên em này có một điểm trừ là lâu thấm nên phải đợi một lúc mới tiếp tục make up được. Primer của Elf gần đây là primer yêu thích nhất của mình vì sau khi sử dụng thì lớp nền rất lâu trôi và mịn, che phủ hoàn toàn lỗ chân lông luôn. Tiếp theo là kem nền, mình dùng một chút bio oil cho vào sponge ẩm để khiến cho lớp nền trở nên tự nhiên và khỏe khoắn. Mình rất thích kem nền Estee Lauder Double Wear bởi độ che phủ siêu thần thánh. À, các bạn nhớ chọn tone kem nền phù hợp với màu da ở cổ và người sẽ tốt hơn là dùng tone quá sáng và quá tối rồi lại tán xuống cổ. Không thể không kể đến em che khuyết điểm mà mình đã dùng suốt 5 tháng này được, đó chính là LA Girl Pro HD Concealer, độ che phủ cao mà lại không hề bị lóa lên ảnh. Mình sẽ dùng vào vùng tam giác dưới mắt, trên trán, cạnh mũi và miệng. Mùa đông không thể thiếu dưỡng môi được. Mừng Tết đến và đón đến nhà nhà cái mai vàng cành đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang. Chúng ta sẽ bắt đầu với TG Solution của The Body Shop. Loại này rất tốt cho da mụn. Mình mới dùng có nửa tháng thôi mà mụn đã giảm đáng kể rồi. Tiếp theo là dưỡng ẩm Neutrogena với công dụng khóa lớp dưỡng cả một ngày dài. Tuy nhiên em này có một điểm trừ là lâu thấm nên phải đợi một lúc mới tiếp tục make up được. Primer của Elf gần đây là primer yêu thích nhất của mình vì sau khi sử dụng thì lớp nền rất lâu trôi và mịn, che phủ hoàn toàn lỗ chân lông luôn. Tiếp theo là kem nền, mình dùng một chút bio oil cho vào sponge ẩm để khiến cho lớp nền trở nên tự nhiên và khỏe khoắn. Mình rất thích kem nền Estee Lauder Double Wear bởi độ che phủ. Mừng Tết đến và đón đến nhà nhà cái mai vàng cành đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang. Chúng ta sẽ bắt đầu với TG Solution của The Body Shop. Loại này rất tốt cho da mụn. Mình mới dùng có nửa tháng thôi mà mụn đã giảm đáng kể rồi. Tiếp theo là dưỡng ẩm Neutrogena với công dụng khóa lớp dưỡng cả một ngày dài. Tuy nhiên em này có một điểm trừ là lâu thấm nên phải đợi một lúc mới tiếp tục make up được. Primer của Elf gần đây là primer yêu thích nhất của mình vì sau khi sử dụng thì lớp nền rất lâu trôi và mịn, che phủ hoàn toàn lỗ chân lông luôn. Tiếp theo là kem nền, mình dùng một chút bio oil cho vào sponge ẩm để khiến cho lớp nền trở nên tự nhiên và khỏe khoắn. Mình rất thích kem nền Estee Lauder Double Wear bởi độ che phủ siêu thần thánh. À, các bạn nhớ chọn tone kem nền phù hợp với màu da ở cổ và người sẽ tốt hơn là dùng tone quá sáng và quá tối rồi lại tán xuống cổ. Không thể không kể đến em che khuyết điểm mà mình đã dùng suốt 5 tháng này được, đó chính là LA Girl Pro HD Concealer, độ che phủ cao mà lại không hề bị lóa lên ảnh. Mình sẽ dùng vào vùng tam giác dưới mắt, trên trán, cạnh mũi và miệng. Mùa đông không thể thiếu dưỡng môi được. Ok, đến lông mày nào. Trước tiên mình dùng chì cái máy của Collection đánh theo khuôn máy có sẵn của mình.
Sau đó mình sẽ dùng mascara lông mày để khiến cho lông mày sáng màu hơn và có thể giữ nguyên hình dáng cả ngày. Đi chúc Tết không phải lo gì luôn. Cuối cùng là dùng che khuyết điểm để khiến mọi thứ trở nên sắc nét hơn. Ten Ten bằng mắt Morphe 35O rất là nổi tiếng trong giới làm đẹp hiện nay bởi độ hoàn hảo không tì vết của em. Mình sẽ dùng màu nâu cam để đánh vào hốc mắt. Các bạn có thể tạo chữ V ở phần đuôi mắt như mình cũng được. Tiếp theo thì là màu cam nhẹ, một chút tone đào để đánh vào cuối đuôi mắt và góc trong mắt. Nhớ để chống phần giữa.